Ngã rẽ khác nhau của Ronaldo và Messi. Cho đến thời điểm này, Ronaldo và Messi vẫn được xem là hai cầu thủ được quan tâm nhất của bóng đá thế giới, dù tuổi của cả hai cộng lại cũng hơn con số 70. Theo thống kê gần đây, số lượng người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội Instagram của Messi hiện đã tăng lên 500 triệu người, xếp ngay sau Ronaldo đang có 662 triệu người theo dõi. Messi và Ronaldo cũng là hai người duy nhất trên thế giới đạt đến cột mốc có từ 500 triệu người theo dõi trở lên trên mạng xã hội này. Vì ở độ tuổi này, nên cả hai đều chuyển đến chơi bóng ở những giải đấu được cho là kém hấp dẫn là Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út và MLS của Mỹ, nhưng đổi lại họ có được thu nhập khổng lồ. Tuy nhiên, nếu Messi vẫn giữ được sức hút với người hâm mộ bóng đá Mỹ thì Ronaldo lại rơi vào tình cảnh khó khăn hơn nhiều, dù bóng đá ở Ả Rập Xê Út vẫn được quan tâm hơn rất nhiều so với Mỹ. Sau trận đấu tại vòng 23 giải Saudi Pro League, Ronaldo và các đồng đội thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa và để thua luôn đối thủ đang xếp tận vị trí nhóm cuối bảng là Al Raed. Ngay sau trận đấu này trên sân Al Awan Park của Al Nassr, nhóm cổ động viên của Al Raed tiếp tục hô vang Messi, Messi, Messi để trêu tức Ronaldo. Những tiếng hô liên tục gần đây đã khiến Ronaldo cảm thấy khó chịu và có những phản ứng. Đỉnh điểm trong trận gặp câu lạc bộ Al Sabah ngày 26 tháng 2, danh thủ người Bồ Đào Nha ngoài hành động phản ứng còn có hành vi phản cảm gây làn sóng phản đối. Ủy ban kỷ luật giải Saudi Pro League ngày 29 tháng 2 buộc phải ra án phạt cấm Ronaldo thi đấu một trận và phạt tiền 2.500 euro vì kích động cổ động viên đối thủ. Đây không phải lần đầu tiên danh thủ người Bồ Đào Nha có hành động phản cảm với cổ động viên. Vào tháng 4 năm ngoái, sau trận Al Nassr thua kình địch Al Hilal với tỷ số 0-2, khi rời sân Ronaldo dường như đã nắm lấy bộ phận sinh dục của mình hướng về phía cổ động viên đối thủ. Đầu tháng 2 mới đây, Ronaldo cũng có hành động gần như tương tự cũng sau trận thua của Al Nassr trước Al Hilal cùng tỷ số 0-2 tại giải Riyadh Season Cup. Danh thủ này khi đó đang rời sân đã chộp lấy chiếc khăn choàng của cổ động viên đối thủ ném xuống nhét vào quần của mình, rồi lấy ra ném đi trước khi đi vào đường hầm. Có thể nói những hành động không hay liên tiếp này của Ronaldo đã khiến anh không được lòng phần lớn giới cổ động viên ở Ả Rập Xê Út. Không chỉ cổ động viên các đội bóng đối thủ, ngay cổ động viên của Al Nassr, đội bóng Ronaldo đang khoác áo, cũng bày tỏ sự thất vọng với những pha bỏ lỡ của anh trong trận gặp Al Ain ở tứ kết lượt về AFC Champions League diễn ra hôm 12 tháng 3. Nổi bật là pha đệm ra ngoài từ cự ly 2m ở phút 61, khiến đội nhà bị loại tức tưởi. Trên mạng xã hội, cầu thủ người Bồ Đào Nha bị chế nhạo, pha bỏ lỡ tệ nhất sự nghiệp Ronaldo, pha bóng gây sốc. Ngược lại, Messi được khán giả Mỹ háo hức mong chờ mỗi tuần ở MLS. Số lượng vé cũng như giá vé của câu lạc bộ Inter Miami bán ra ở mùa bóng này tăng chóng mặt. Nhờ thế doanh thu của đội bóng này cũng tăng theo với con số khủng. Thậm chí, bầu không khí lễ hội của Los Angeles FC, LAFC, đối thủ của Inter Miami, chúc mới trận đấu cũng bị ảnh hưởng bởi Messi khi anh đến sân BMO thi đấu. Bên ngoài sân BMO, bầu không khí hào hứng được nhân lên khi khắp nơi treo những chiếc áo số 10 của Messi. Một số cổ động viên LAFC còn tự tạo những chiếc áo của đội nhà nhưng có số 10 và tên của Messi sau lưng. Họ thèm thuồng khi nhìn vào những gì Messi đã mang lại cho Inter Miami, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn những giá trị gia tăng khác. Trên khán đài, vô số những người nổi tiếng hàng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực đến xem Messi thi đấu mỗi tuần. Đó là LeBron James, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Hoàng tử Harry. Họ là những nhân vật hàng đầu trong làng thể thao và giải trí thế giới nhưng cũng phải cố gắng để giành giật một tấm vé vào chiêm ngưỡng Messi chơi bóng. Cùng được tung hô khi cạnh tranh nhau ở vị trí đứng đầu bóng đá thế giới hơn một thập niên thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nhưng khi cùng bước vào thời kỳ hoàng hôn của sự nghiệp ở hai giải đấu không được xem là danh giá, xem ra Ronaldo và Messi đang bước vào những ngã rẽ khác nhau.